Nay thử làm cơm lam nha. Cơm lam thì Ý đã từng ăn được vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Ý thử làm nè. Mình sẽ cưa cái ống tre ra. Tre này cha mình mới sinh á, nhà mình cũng có tre nữa. Nhưng mà cái ống cái lỗ có chút xíu à, không có đựng được bao nhiêu hết á. Đường ống rồi nè. Mới đầu mình tưởng là nó sẽ cứng khó cưa lắm, mà chịu khó cưa một xíu là được à. Nhìn Ý cũng chuyên nghiệp quá chừng chứ bộ. Cưa muốn lên chuột luôn á thì được 6 cái ống rồi, chắc đủ làm á. Vậy đi làm nha. Gạo mình dùng để bỏ vô ống tre đó là gạo lúa tím. Gạo này của chị mình cho. Trên cái hạt nó có đốm tím tím như vậy nè. Nghe nói khi nấu chín nó sẽ có màu tím, rất là dẻo và thơm luôn á. Tí chín ăn thử là biết liền à. Cho gạo vào, thêm nước và dùng lá chuối để nhét kín cái phần đầu lại. Mới đầu mình dùng muỗng múc bỏ vô mà thấy lâu quá à, nên mình lấy miếng lá chuối quấn lại làm cái quặng. Coi bộ vậy mà hiệu quả nha, làm nhanh lắm luôn á. Mình có bỏ nấm rơm vào vài ống tre để nướng thử luôn nè. Bỏ vô xong hết thì mình sẽ đem đi nướng. Giấc này cũng khoảng tầm 3-4 giờ chiều rồi á, mà trời còn nắng quá chừng luôn. Trong lúc mà đợi cơm chín á, thì mình có lên nhà pha một ly trà tắc xí muội để vừa uống vừa đợi nè. Trời đây nóng nực mà uống cái này chua chua ngọt ngọt, nó ngon đã khác gì đâu luôn á. Không biết là hồi nãy do mình bỏ nấm vô ống tre ém chặt quá hay sao á, mình nướng một hồi cái nước trà văng ra tùm lum, mắc cười dữ lắm luôn á. Bị sự cố rồi mọi người ơi, bị lủng rồi. Mà không sao, hồi nãy mình làm tới 2 ống nấm lận, hư một ống còn một ống. Sau mấy tiếng chờ đợi thì cũng tới lúc xem thành quả rồi nè, ngoài sức mong đợi luôn á. Lúc nãy trước khi cho gạo vô mình có cho thêm lá dứa nữa, nên giờ vừa có mùi lá dứa vừa có mùi tre thơm dữ lắm luôn á. Ở nhà ngoài Ý ra thì đây là lần đầu tiên cả nhà ăn thử cơm nấu trong ống tre luôn á. Ai cũng khen ngon hết á. Mà phải công nhận cái gạo lúa tím này nấu ra màu đẹp thiệt á, thơm dẻo lắm. Còn đây là nấm nướng cho ống tre nè, nó cũng thơm ngon dữ lắm luôn á. Cái đó nó có ốp á, ăn bốc vậy mới ngon. Ai tiên, cái này ngon lắm tiên. Ngon tiên. Ăn bốc vậy nó thơm mà nó không ngon. Được, mới quốc làm nữa nè. Ê, đừng giỡn nách lên lòng đâu. Chắc mai mốt sẽ làm lại món này nè, nó ngon dữ lắm luôn á. Không tin thì mọi người làm thử đi nha.